Dạ, mình chào bà con nha. Hôm nay mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu phôi với Mỹ với nhà vườn của chị Thúy nha. Mới về cái lô phôi rất là đẹp luôn nha bà con. Mời bà con và các bạn mình cùng xem ạ. Dạ, chào anh, chào cô chú anh chị đang ủng hộ em những clip ạ. Bữa nay em về một số phôi mới, mong cô chú ủng hộ nhà vườn em ạ. Dạ, có mất thời gian em xin vào cây số 1 ạ. Cây rất là quái luôn nha bà con. Dạ, vành cổ em đo được là 36 ạ. Tổng chiều dài là 50 ạ. Số đế là 37 ạ. Ra được vị trí này là 56 ạ. Cây mã số 1 này em xin giao lưu là 600k ạ. Em bao gồm phí ship nha bà con, em chúc bậu có bầu nha bà con. Giờ em lên tiếp mã số 2 ạ. Cây rất là quái, lùng lực. Bao anh kia kìa, đứng thả xuống đó cho dễ. Em ra vành cổ nó là 25 ạ. Tổng chiều dài là 58 ạ. Số đế là 31 ạ. Em đo được vị trí này là 50 ạ. Cây mã số 2 này em xin giao lưu là 350k ạ. Em lên tiếp mã số 3 ạ. Hình cổ em đo được là 36 ạ. Tổng chiều dài là 51 ạ. Số đế là 35 ạ. Em ra được vị trí này là 53 ạ. Cây mã số 3 này em xin giao lưu là 450k ạ. Em lên tiếp mã số 4 ạ. Cổ em ra được là 31 ạ. Tổng chiều dài là 61 ạ. Số đế là 42 ạ. Ra được vị trí này là 51 ạ. Cây mã số 4 này em xin giao lưu là 550k ạ. Em lên tiếp mã số 5 ạ. Cổ em ra được là 26 ạ. Tổng chiều dài là 59 ạ. Số đế là 33 ạ. Ra được vị trí này là 48 ạ. Cây mã số 5 này em xin giao lưu là 350k ạ. Em lên tiếp mã số 6 ạ. Hình cổ này em đo được là 31 ạ. Cây quái gục đầu luôn nha bà con. Tổng chiều dài là 52 ạ. Số đế là 42 ạ. Ra được vị trí này là 49 ạ. Cây mã số 6 này em xin giao lưu là 600k ạ. Em lên tiếp mã số 7 ạ. Vành cổ em đo được là 29 ạ. Tổng chiều dài là 60 ạ. Số đế là 35 ạ. Em đo được vị trí này là 48 ạ. Cây mã số 7 này em xin giao lưu là 350k ạ. Em lên tiếp mã số 8 ạ. Cổ em đo được là 30 ạ. Tổng chiều dài là 58 ạ. Số đế là 40 ạ. Em đo được vị trí này là 52 ạ. Cây mã số 8 này em xin giao lưu là 350k ạ. Lên tiếp mã số 9 ạ. Cổ em đo được là 39 ạ. Tổng chiều dài là 55 ạ. Số đế là 33 ạ. Ra được vị trí này là 52 ạ. Cây mã số 9 này em xin giao lưu là 500k ạ. Em lên tiếp mã số 10 ạ. Một cái lùng bày đặt.
Bên cổ em đo được là 35 ạ. Tấm chiều dài là 53 ạ. Số đế là 37 ạ. Đo được vị trí này là 63 ạ. Cây mã số 10 này em xin giao lưu là 550k ạ. Em lên tiếp mã số 11 ạ. Mình có em đo được là 34 ạ. Tấm chiều dài là 52 ạ. Số đế là 43 ạ. Em đo được vị trí này là 54 ạ. Cây mã số 11 này em xin giao lưu là 400k ạ. Em lên tiếp mã số 12 ạ. Mình có em đo được là 39 ạ. Tấm chiều dài là 45 ạ. Số đế là 37 ạ. Đo được vị trí này là 61 ạ. Cây mã số 12 này em xin giao lưu là 550k ạ. Em lên tiếp mã số 13 ạ. Hình cổ em đo được là 36 ạ. Tấm chiều dài là 49 ạ. Số đế là 37 ạ. Đo được vị trí này là 46 ạ. Cây mã số 13 này em xin giao lưu là 450k ạ. Em lên tiếp mã số 14 ạ. Đo hoành cổ được 37 ạ. Tấm chiều dài là 50 ạ. Số đế là 33 ạ. Một ghế. Dạ em đo được vị trí này là 45 ạ. Cây mã số 14 này em xin giao lưu là 500k ạ. Em lên tiếp mã số 15 ạ. Cổ em đo được là 39 ạ. Tấm chiều dài là 66 ạ. Số đế là 42 ạ. Bề em đo được là 65 ạ. Cây mã số 15 này em xin giao lưu là 800k ạ. Em lên tiếp mã số 16 ạ. Cây có không nhìn vào đó kìa. Rất là lực luôn các bạn. Cây một rễ. Cây mã số 16 này em đo hoành cổ được là 31 ạ. Tấm chiều dài là 62 ạ. Số đế là 48 ạ. Đo được vị trí này là 41 ạ. Cây mã số 16 này em xin giao lưu là 400k ạ. Em lên tiếp mã số 17 ạ. Em có em đo được là 30 ạ. Tấm chiều dài là 48 ạ. Số đế là 41 ạ. Em đo được vị trí này là 49 ạ. Cây mã số 17 này em xin giao lưu là 350k ạ. Em lên tiếp mã số 18 ạ. Cổ em đo được là 28 ạ. Tấm chiều dài là 60 ạ. Số đế là 35 ạ. Em đo được vị trí này là 55 ạ. Cây mã số 18 này em xin giao lưu là 350k ạ. Em lên tiếp mã số 19 ạ. Mình có em đo được là 38 ạ. Cái lùng lực dáng khá đẹp nha bà con. Tấm chiều dài là 49 ạ. Số đế là 35 ạ.
Em ra được vị trí này là 52 à. Cây mã số 19 thì em xin giao lưu là 400k ạ. Em lên tiếp mã số 20 ạ. Mình có em ra được là 31 ạ. Tổng chiều dài là 52 ạ. Số đế là 40 ạ. Em ra được vị trí này là 47 ạ. Cây mã số 20 này em xin giao lưu là 450k ạ. Em bao gồm với ship nha bà con, em chúc chậu quả bầu nha bà con. Dạ em lên tiếp mã số 21 ạ. Mình cố em đo. Mình cố em đo được là 39 ạ. Tổng chiều dài là 63 ạ. Số đế là 41 ạ. Đo được vị trí này là 55 ạ. Cái mã số 21 này em xin giao lưu là 400k ạ. Lên tiếp mã số 22 ạ. Mình có em đo được là 35 ạ. Tính chiều dài là 55 ạ. Số đế là 37 ạ. Em đo được vị trí này là 56 ạ. Cây mã số 22 này em xin giao lưu là 400k ạ. Em lên tiếp mã số 23 ạ. Tiếp theo một cây rất là đẹp. Mình có em đo được là 40 ạ. Tổng chiều dài là 64 ạ. Số đế là 37 ạ. Rồi vị trí này là 54 ạ. Cây mã số 23 này em xin giao lưu là 750k ạ. Em lên tiếp mã số 24 ạ. Cây này cái đế nó quấn đẹp lắm. Cây gục đầu dáng mình quá. Có em đo được là 32 ạ. Tổng chiều dài là 58 ạ. Số đế là 38 ạ. Em đo được vị trí này là 56 ạ. Cái mã 24 này em xin giao lưu là 350k ạ. Em lên tiếp mã 25 ạ. Đo trên đây đi, đo dưới em ghen quá. Em đo được mình cổ nó là 27 ạ. Tổng chiều dài là 60 ạ. Số đế là 33 ạ. Em đo được vị trí này là 52 ạ. Cây mã số 25 này em xin giao lưu là 500k ạ. Em bao gồm với ship nha bà con, em chúc chậu quá bầu nha bà con. Cây mã số 25 này cũng là mã số clip. Em xin cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip rồi. Em xin cảm ơn ạ. Em cảm ơn chị Thúy nha. Cảm ơn bà con mình rất là nhiều. Hy vọng bà con mình hợp nhãn và chú ủng hộ nhà vườn nha. Chúc bà con mình xem clip thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip kế tiếp ạ.